Vụ mùa thất bát, thần dân ta đang cần giải pháp giúp mùa màng tươi tốt. Các con hãy tìm cách cứu giúp thần dân. Hạt to chắc phải là đây. Làng Liều, con có bí quyết gì? Dạ, tất cả nhờ Will. Will phòng trừ bệnh hại, giúp lúa xanh khỏe, vào chắc tới cậy. Thuyền Làng Liều chia sẻ bí quyết cho thần dân. Vụ mùa ấm no đã có Will rồi. Quý vị khán giả và bà con nông dân, bước vào vụ thu đông năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của bà con nông dân. Cùng với thời tiết nắng nóng, xen lẫn mưa to, ẩm độ cao, đúng vào thời điểm lúa vụ ba bắt đầu bén rễ, xanh chồi, một số diện tích lúa cấy sớm đã đẻ nhánh. Kết hợp với việc bà con bón phân không hợp lý, gây dư thừa lượng đạm, nên tạo điều kiện cho các loại bệnh hại tấn công, nhất là bệnh đốm vàng và lem lép hạt. Để sản xuất lúa thu đông an toàn, hiệu quả, chương trình Xuyên Sinh Ta Và Tôi kỳ này với chủ đề Vụ mùa ấm no đã có Will lo, chia sẻ đến bà con những bí quyết hữu hiệu giúp kiểm soát tốt các loại bệnh hại này. Mời quý vị khán giả và bà con nông dân cùng theo dõi. Đốm vàng là bệnh phổ biến gây hại trong thời kỳ đẻ nhánh, làm đồng đến chỗ chính của lúa. Đây là một trong những bệnh có khả năng phát sinh gây hại trên nhiều vùng sản xuất, các vụ mùa và trên nhiều giống lúa khác nhau. Bệnh tấn công từ gốc lúa rồi dần lên bẹ, thân, đến lá và ngọn. Nếu bệnh tấn công giai đoạn đồng trổ sẽ gây nghẹn đồng, bông không trổ thoát ra được. Còn tấn công giai đoạn trổ chính thì sẽ có nguy cơ gia tăng hiện tượng lem lép hạt, gây thiệt hại nặng nề đến năng suất và phẩm chất lúa. Bệnh lem lép hạt là một loại bệnh xuất hiện khá phổ biến trên cây lúa. Điều kiện thời tiết mưa dông kéo dài rất thuận lợi cho các loài nấm, vi khuẩn tấn công trên lúa. Lem lép hạt là hiện tượng hạt lúa có vỏ trấu sậm màu, biến đổi từ màu nâu đến đen, từ đen lốm đốm đến đen toàn bộ vỏ trấu, bao gồm cả trên hạt lúa có gạo và hạt lúa lép không có gạo. Khi những loại bệnh hại này xảy ra ở cấp độ nặng thì việc quản lý chúng sẽ rất khó khăn. Trong những năm gần đây thì cái tình hình bệnh hại xuất hiện rất là nhiều. Nhất là giai đoạn trà lúa nhỏ thì bệnh đốm vàng, khô vàng nó cũng làm cho lúa ảnh hưởng. Rồi sau khi đến giai đoạn lúa trổ thì đặc biệt là bệnh lép lép, nó làm thiệt hại năng suất rất là nhiều. Để quản lý tốt các loại bệnh hại này, phải áp dụng nhiều biện pháp, trong đó sử dụng thuốc hóa học vẫn được xem là biện pháp hiệu quả nhất. Chọn một sản phẩm phù hợp, phun đúng thời điểm sẽ quyết định hiệu quả trong phòng ngừa bệnh đốm vàng, lem lép hạt do nấm vi khuẩn gây hại trong lúa trong mùa mưa. Và Will 200SE là một gợi ý tuyệt vời. Will 200SE là sản phẩm mới ra mắt của công ty Sensenta Việt Nam, có công nghệ sản xuất và chất phụ gia đặc biệt đem đến sự an tâm và tiện lợi cho nhà nông. Sản phẩm này giúp phòng trị bệnh lem lép hạt và đốm vàng, cho lúa khỏe, gạo giàu tới cậy. Sau khi được phun lên cây trồng, Will 200SE chuyển dị và lưu dẫn đến những phần mô non, bảo vệ cây lúa khỏi sự tấn công của nấm bệnh, góp phần gia tăng năng suất và chất lượng hạt lúa, mang lại cuộc sống ấm no cho nhà nông. Tôi có sử dụng Will, lúa đang lúc làm đồng, xịt vô làm cho đồng to, sẵn, đứng lá xanh, mướt. Lần thứ hai tôi xịt lúa chỗ lẹt khẹt, chỗ rất rộ, bông lớn và sáng chắc, là không thấy dứt bệnh lem lép hạt và bệnh đốm vàng. Tôi rất yên tâm vì sản phẩm Will. Will 200SE là sản phẩm hoàn toàn mới đến từ tập đoàn Syngenta. Đây là sản phẩm được kết hợp với hoạt chất tiên tiến cùng công nghệ sản xuất và phụ gia đặc biệt đem đến sự an tâm và tiện lợi cho quý nhà nông. Sử dụng Will giai đoạn làm đồng và chỗ lật sẹt sẽ quản lý tốt bệnh lên lớp hạt và đốm vàng, lá đồng to xanh mướt, giúp cây lúa khỏe, vô gạo tới cậy. Liều lượng sử dụng Will là 0,75 lít trên 1 hecta phun vào giai đoạn đồng và chỗ lật sẹt sẽ gia tăng năng suất và chất lượng hạt lúa, tạo cuộc sống ấm no cho quý nhà nông. Với những lợi ích kể trên, tôi tin chắc rằng đây là sản phẩm sẽ cùng đồng hành với quý nhà nông trong thời gian sắp tới. Will 200SE là bí quyết tuyệt vời để phòng ngừa bệnh đốm vàng, lem lép hạt trên lúa, giúp nhà nông yên tâm canh tác. Khi vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian công sức, vừa tăng năng suất và phẩm chất hạt lúa, tăng lợi nhuận, góp phần mang đến vụ mùa ấm no. Trong chương trình Xuyên Sinh Ta Và Tôi kỳ rồi, ngày 6 tháng 9 năm 2021 với chủ đề Quản lý đậu ôn vụ thu đông,
Đáp án đúng của câu hỏi là đáp án C. Xin được chúc mừng ba nhà nông đã may mắn nhận được phần quà của chương trình. Để được nhận những phần quà có giá trị từ công ty Syngenta Việt Nam, quý bà con nông dân tham gia chương trình bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp để trả lời câu hỏi sau. Sản phẩm Q200 SE giúp nhà nông quản lý bệnh hại gì trên lúa? A. Lem nếp hạt và đốm vàng. B. Lem nếp hạt. C. Đốm vàng. Quý bà con nông dân tham gia trả lời câu hỏi trước thứ sáu hàng tuần. Ba người trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ được nhận ngay phần quà của chương trình. Kết quả sẽ được công bố vào kỳ sau. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Vụ mùa thất bát, thần dân ta đang cần giải pháp giúp mùa màng tươi tốt. Các con hãy tìm cách cứu giúp thần dân. Hạt to chắc phải là đây. Làng Liều, con có bí quyết gì? Dạ, tất cả nhờ Will. Will phòng trừ bệnh hại, giúp lúa xanh khỏe, vào chắc tới ngày. Truyền Làng Liều chia sẻ bí quyết cho thần dân. Lúa mùa ấm no đã có Will đó. Chương trình Syngenta và tôi do công ty Syngenta Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.